địa chỉ của quán gỏi đu đủ Tây Thi cả nhà. 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Cả nhà hãy đến đây ăn gỏi đu đủ nha. Hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai Tây Thi sẽ đi Mũi Né rồi. Đi 3 ngày ra ngoài Né 3 ngày mới về. Rất là đông khách luôn đó cả nhà. Các bãi xe đã đầy khách hết rồi. Trà Thái xanh, trà Thái đỏ. Các bạn trẻ rất là thích đến quán Tây Thi với sự cách nói chuyện duyên dáng và tinh tế. Tây Thi đã chinh phục được rất là nhiều thực khách luôn. Đấy, kẹt xe luôn cả nhà. Tuyến đường này bắt đầu kẹt xe khi mà nữa thì chúng ta mới được thưởng thức lại món gỏi này nha cả nhà. Thì ngày mai là quán Tây Thi sẽ đóng cửa rồi. Rất là đông người khách luôn á. Rồi chúng ta sẽ đi vô quán gỏi đu đủ Tây Thi nha cả nhà. Đấy. Đấy, trời ơi đông cả nhà. Quay cho cả nhà xem nha. Đấy, và giáp về đây đi được. Ở đồng với cả nhà. Rồi, rất là đông được khách luôn á. Rồi, quá trời. Giáp à. Giáp về đây được. Rồi, em bớt dữ anh em. We'll be right back.
biệt cả nhà YouTube nha. Rồi, chào cả nhà. Bên trong của quán rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy, các bạn chạy đến liên tục luôn cả nhà. Phải nói là thực khách đến đây liên tục. Rồi, chào tất cả nhà YouTube nha. Rồi.